sức rồi. Cái ngồi gì đây nè. Mà tôi ngồi tôi lấy vậy là đi nó ngồi mặt hướng này luôn. Ngồi quay về đây luôn nè. Nhưng mà chị không thấy mặt. Mà không thấy mặt, thấy cục đen xì ngay chân cái cây này thôi. Ủa chị đâu cho em hỏi hỏi xíu được không? Dạ, biểu em. À, chị đêm qua là chị thấy bóng người ngồi ở phía sau chỗ đó không chị? Dạ đúng rồi, bị gì á, em đi ra ngoài này. Dạ. Rồi em thấy em đi cầu đó. Dạ. Đi để bà nội ha. Tàu lao không chị? Như em thấy em đi ra em ngồi ngoài này mà như có một bóng hình gì đó. Là cái người đó là như cái người chết này em không có thấy mặt. Là thấy bóng đen ngồi đó thôi ha. Thấy là cái bóng đen thôi nó ngồi. Dạ. Một cục như chậm như thôi. Cái lúc đó là khoảng mấy giờ? Thì cũng trận dạng một tối một chút vậy đó. Khoảng cỡ 10 giờ mấy. 10 giờ mấy. Lúc đó là mình làm cái thức là mà cái kia rồi. Là chụp vong vậy rồi đó ha. Ừ. Người ta cái linh hồn của người mới mất nó ngộ lắm. Nó cứ quẳng vơ trong cái không gian mà trước khi mất hoài. Yeah. Bây giờ anh hỏi thiệt anh ở đâu? Ở An Giang anh ơi. Anh ở An Giang hả? Ừ. Anh tên gì? Em Tú. Em Tú hả? Ờ. Anh Lưu Tú của anh là Lưu tên Tú hả? Ờ, Tú của em tên Sơn Na Vinh Lóc. Sơn Na Vinh Lóc hả? Ừ. Để quay cái mặt nó xỉn rồi. Đó, rồi. Em quay dính tôi nghe khổ được lắm nè. Để mày lấy điện thoại tao quay cho mày. Đâu có gì đâu. Quay cùng. Dạ. Cái này là nói chung là mình quay là mình chỉ là hỏi thôi chứ không có. Đây không có sợ gì nhưng mà đây có cái đoạn mà tôi quay để hang lên tôi nói đó em. Rồi đừng có người ta cho biết bao nhiêu tiền. Không cho được 1.000 chồng. Thôi khỏi. Đó là kênh ai cô? Hả? Kênh của ai? Minh Thiện. Minh Thiện. Chứ cho được 1.000 bạc ăn. Bà nói tào lao không à? Bà từ thiện bà còn sống bà chết đi. Bà chết bất tử đi cho nhóc luôn á. Ông nội đừng có chuyện đó trời. Bây giờ hầm từ thiện có nè. Tùm lum hết chứ. Đã bảo kê cho bà. Đó chỗ quay vô rồi hãng người này cho vài trăm, 500, 400. Cho anh Minh Thiện lại đi. Nói chuyện mày tào lao quá nín thịt này mày. Nói chung thì mỗi một kênh đó, họ quay đều khác nhau hết chứ không phải như kênh nào đâu thì theo vấn đề cô nói thì mình cũng không biết không có gành. Không phải là cái này mình cũng làm phước thôi, em cũng chỉ là làm phước cho để cho cháu Tâm nó được có nơi nghỉ. Yeah. Nó có được cái tâm hồn nó siêu thoát. Thì nói chung thì em cũng làm video này thì em cũng giống như là kêu gọi những người xem. Yeah. Dường như ai mà có lòng thương mến như là thấy hoàn cảnh của Tâm nó vậy đó. Dạ. Thì như là muốn giúp đỡ nọ như là thêm tiền như là cúng nhang đèn hoặc là lập cái miếu gì đó. Dạ. Thì người ta chung tay vô mình tiếp gia đình để xây cho Tâm nó cái miếu để có nơi có chỗ không. Dạ. Không đi tới lui phá khoáy cái này kia nữa. Dạ. Chứ không phải là cái gì chứ để mấy ông đem lên tầm bảy tầm ba đủ mẹ tao lao chút xíu. Dạ. Không cái chú nào mà hôn kêu mấy ông đang lên đủ ngựa để cái gì mà bóng ma bóng bụng gì tùm lum hết trơn. Nó còn ở đây mấy mày nói tào lao nhiều người còn quay chứ không phải là một người phải có thầy. Dạ. Nó có thầy hay hay thì nó mình cũng không biết là thì thầy thì thiếu gì thầy. À. Nhưng mà cái là thầy họ có cao tay hay không nó quan trọng. Cái mình làm cái gì làm nhưng mà đều có làm đừng có làm mình nói gì cho nó rõ ràng cái đó. Đừng có nói mày nín mẹ cái họng mày đi. Bốc xế luôn à. Mày ngủ đi. Mày nín mẹ cái họng mày đi. Quậy đá trong nhà giờ ra đó quậy nữa không? Cho mày xuống mưa uống nước bây giờ. Ngủ đi. Ngủ. Mẹ mày khách khứa của tao mà mày. Khách cái gì mà khách? Nói đâu ra đó đàng hoàng. Bây giờ còn không ấy là mày đi về. Con gạt về thì về. Chứ mày nằm ở đó mày tào lao hồi mày có bị à. Anh em mới đợi ở đây người ta hỏi là gì lý do thôi chứ mày làm mấy gì dữ vậy. Mấy ông làm đủ ngựa mấy ông tào lao cũng xế bóng ma bóng bụng gì. Có gì bóng ma bụng.
Ngủ nghe tôi ngủ đây nè, sáng đêm đây nè, có gì muốn mày không bự gì? Mẹ mày ăn nhậu vô cấm đầu cấm cổ mày rồi, rồi mày thấy được cái gì? Không sao, chưa. Đêm không lâu cũng còn thấy nè. Dạ. Thì sáng hôm lại hỏi thì thì tại vì hôm qua con có coi video kia rồi, bên kênh có hẹn rồi, nói là chụp phòng lần thứ hai. Nhưng mà con có nghĩ là Tâm còn đây hay không cũng không biết. Thì hồi sáng đến đây quay thì gặp anh với chị, thì chị có nói là đêm hôm thì khi mà chụp phòng xong đó là có chị đi đi toilet đó, thì có gặp một bóng ngồi dưới kia góc kia mít. Rồi coi chỗ. Dạ. Nói chứ vợ tao bị nhát, mày có lên đây mày canh giữ gì cho vợ tao không? Đủ mẹ nó bị nhát rồi, ngày mai nó sợ nó đòi về đó. Con gà, tao ngủ tối này, tao ngủ đây nè. Mày dám mặt mày nói mày ngủ đây rồi mày ngủ chung tao hoài không? Suốt năm không? Tao ngủ đây nè. Đồ ngủ đây mày. Mày có đêm không có ai hả? Nó ngủ mừng hết sức. Hỏi nó dám ngủ. Chấm xàm, nó tào lao. Mày cầm cái họng chó mày lại đi mày ơi. Mày không biết cái gì hết trơn rồi mà ở trên này. Mày đâu một tháng lên mày ngủ được chừng một ngày mà ngày mày xỉn chết mẹ mày rồi mày có biết cái gì? Đã người ta ở trực tiếp trên này người ta không biết sao? Thôi, tỉnh thì ngủ đi. Ủa? Ai kêu mày lên tiếng? Cái bữa đầu rồi sau đó nhà tới xuống nhà tôi nó nhà tôi nó nhậu đó đụ mẹ tao không lên nhát tôi đi chỗ cái đầu mưa này nè là tôi đang chiên tàu hủ đang cuốn cơm nào đó. Dạ. Bắt đầu ở ngoài bên đây nó chạy sát qua một cái là tôi giờ hầu như là tôi bắt đầu nổi giận nào đó cô thấy ha. Tôi mới ra tôi hỏi ông dâu tôi hỏi chứ gì có ai đi ngoài hè nó đâu thầy chùa mà ra thấy ông thầy chùa nằm dọc này đó. Vậy là lúc mấy nó là tối hay sáng cô? Tối là cô đang chiên đậu. Ừ, sáng ra 10 giờ 11 giờ. Vậy là cô gặp cái đó là cái lâu chưa cô? Gặp hiện ngay chăng cái bữa đặt trước ông thầy chùa xuống chụp. Thì là chụp lần trước ha. Lần trước. Không ai cho mà chỉ nghe qua một cái tôi nói thiệt. Ông bác tôi dựng luôn đó trời. Tôi chờ mà tôi biết sợ là tôi chạy tôi cầm cái đũa chạy ra trước luôn. Yeah. Vậy là từ cái hôm mà Tâm nó mất tới giờ cô có gặp nó nhiều lần không? Tôi bỏ cửa rồi vậy thôi, tôi mới xin bùa rồi. À. Che nó cửa khổ rồi. Vậy là nó gõ cửa nhà cô ha? Ừ. Vậy là khi cái hôm mình bị gõ cửa tới giờ là mình có mua xin bùa về mình dán ở nhà ha? À. Tới hôm nay vậy là cô có gặp gì nữa không? Tôi không gặp mà mấy đứa nó thấy hoài. À. Hôm chục ấy đang nghe chục hồn đó là tôi ra đó là ốc ác tôi nó nổi hết trơn. Dạ. Cô cả đụng má, lên đó. Lao quá mày, nó chuyện. Mày biến mẹ về em ta đi. Má, mày tối nay không có lên mày về đây nè. Dạ đi. Lao lao cái tao nói chuyện với tao lao cha. Về đi cha, xỉnh rồi đi xong về. Sập. Đi. Sao mà mày kỳ quá? Nói đụng mẹ nó ngầu. Rồi xỉnh đó, đi về má, đi. Đụng má mà tối nay mày lên tới lên tao nè. Thì cái nhà thông cảm cho ảnh thì ảnh cũng đã xỉn rồi. Ok đi. Là ở là khách ngồi nhậu với anh, đang nhậu với anh đúng không? Không có, đó là em dễ nhậu ít xịt à. Còn này mới lên là mình cũng như ba thằng nhậu chung với đó. Hôm nay nó nhậu đâu dưới giường á, nó mặn chó gì nó nhậu dưới. Nãy giờ nó mới lên là xỉn rồi lên đây ha. Nè. Nói chung là cậu lên con Tâm còn ở đây không? Thằng này chắc đủ má mày bữa nay đủ. Anh tắt cái động video này đi.